Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật nhiều niềm vui. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn rửa mặt Hàn Quốc. Con này thì kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 30 x 50 các bác nhá, 30 x 50. Chất liệu của nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Đó, nó sẽ có hai mặt như này, một mặt bông mịn, mặt bông thô. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50. Con này các bác chuyên dùng để rửa mặt này, ngoài ra thì các bác có thể dùng vào đa di năng các việc như là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa. Đấy, còn chức năng chính của nó sẽ là rửa mặt. Còn các bác mua nhiều về thì mình muốn dùng vào đâu thì dùng. Đấy, bên em bán thì sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng mua một khăn mặt thường thì cũng đã phải mất 20.000 rồi. Mà đây của nó là 20.000 3 chiếc. Đấy, 20k này trên 3 cái nhá. Đấy, 20.000 trên 3 cái. Còn các bác mua cả chục như này thì bên em bán combo cả một đực như này là 10 cái là 60.000. 10 cái 60.000, tính ra vào 6.000 một chiếc. Đấy, mua về thì các bác để dùng cả năm luôn. Đấy, ví dụ như là 2 3 tháng các bác thay một lần cho nhá. Đó, 60k này, 60k trên bịch 10 cái nhá. Đấy, 60.000 trên bịch 10 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 chiếc, là bên em bán từ 20.000, bán từ 3 chiếc trở lên. Mã tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác một con siêu phẩm đó là con AK. Đấy, các bác lên cho em là AK47 nhá. Đấy, lên mã cho em là AK47. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 180.000 cho một con AK47 như này nhá. Dao này nó sẽ là dao của Mỹ này, USA nhá, USA. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là AK47 nhá. Về nhà các bác đẩy cái lẫy này cho em thì mới mở được này. Đây, nó có cái lẫy này. Các bác đẩy cái lẫy này thì mới mở được này. Rất là tiện luôn. Lên mã cho em là AK47 nhá. Khi mà mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đó, còn khi gấp gọn vào thì nó sẽ vào khoảng là 20 cm. Con này thì chuyên để lắp vào cái báng súng đấy. Đấy, thì nó sẽ là dòng dao siêu tầm. Đấy, AK47 các bác này, AK47. Đây, CCCP, hàng của Mỹ nhá, USA nhá. Đó, con này rất là đẹp luôn. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng siêu bén luôn chứ không phải hàng thường đâu nhá. Hàng này nó rất là bén luôn. Để em thử test cắt giấy cho bác xem này. Đó, các bác thấy không? Tức là mình dao thì nó rất là dày nhưng mà nó cũng lại là siêu bén luôn các nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất là bén này. Dao thì mình rất là dày. Đây, rất là bén luôn các nhá. Đó, rất bén luôn. Mình dao thì rất là dày các bác nhá. Đấy, mình dao thì rất là dày luôn nhưng lại rất là bén các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, giá rất hợp lý. Một con AK47 như này giá chỉ có 180.000 thôi. Con này thì các bác có thể mua để siêu tầm này hoặc là mình dùng để làm các công việc đều ok hết nhá. Đấy, làm các công việc đều ok hết đây. Đấy, đây con này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Dao rất là bén luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, thường là nếu mà dao mình dày như này mà được độ bén như này là không phải đơn giản đâu. Đó, mình của dao nó rất là dày các bác này. Đấy, nó phải khoảng hơn 1 ly nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chắc chắn này, nguyên khung xương như này, ốp rất đẹp luôn. Đó, gấp vào, nó rất là gọn. Lên cho em là AK47 nhá, có bao quân đội như này. Có bao quân đội, có đai như này, các bác có thể dùng để dắt vào thắt lưng này hoặc là cho vào các cái chỗ khác đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là AK47, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Đấy. Các bác lên cho em là AK47 này, đó. Lên mã giúp cho em là AK47, giá sẽ là 180k nhá. AK47 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa này. Con này thì nó sẽ là kéo tỉa 24 nhá. Chiều dài của nó là 24 cm, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Cầm cho anh cả cái kéo đúc ở đây luôn. Đó, nó sẽ là kéo tỉa nhá. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây, đây con này. Đấy. Đây, đấy, rất là ngon luôn, cắt tỉa cực kỳ là ngon. Đấy, con này thì chiều dài của nó sẽ là 24 cm. 24 cm kéo đúc, kéo đúc. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 24 cm nhá. Đấy. Không kéo đúc. Cầm cả 20 ra đây. Đấy, cả 20 cả kéo đúc. Đấy, đúc đen nhá. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Con này bao nhiêu? Con đấy 50.000. 50 à? Còn con này? Con đấy 25. Bao nhiêu tiền? Các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Đấy, kéo tỉa này 24, nó dài 24 cm cho nên lên là kéo tỉa 24, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một em kéo tỉa 24 như này, hàng của Nhật, made in Japan nhá. Tiếp theo thì bên em có về một cái con cũng hàng của Nhật luôn. Đó, con này thì nó sẽ là 20 cm. Thì các bác lên cho em là kéo tỉa 20 nhá, kéo tỉa 20. Đó, nó dài 20 cm. Cán của con này thì nó sẽ là cán bằng nhựa, cán bằng nhựa. Còn con này thì nó sẽ là cán bằng sắt như này, bằng thép như này. Đó, cũng hàng nội địa của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 45k nhá. Lên cho em là kéo tỉa, lên cho em là kéo tỉa 20 nhá, kéo tỉa 20. Đó, kéo tỉa 20, giá của nó sẽ là
kéo tỉa 20 này, giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một con kéo tỉa 20 như này. Đó, giá của nó sẽ là 45.000, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho con kéo tỉa 20 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa 24. Đấy, kéo tỉa 24 giá của nó sẽ là 60k. Đấy, đây hai con nó như này con này. Đấy, nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ lệch nhau một chút như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá. Kéo cắt cành đúc con này thì hàng đúc liền thân luôn, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây made in Japan các bác nhá. Đó. Made in Japan luôn. Cắt cực kỳ là ngon, lò xo chữ V, cái lò xo này rất là dễ chế. Về nhà các bác chỉ có gấp cái thép vào là xong, là chế được luôn. Con này thì chuyên để cắt cành cắt cây thì cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn nhá, rất bén luôn. Đây, cắt giấy mà còn cắt được như này thì các bác biết rồi. Đây, một cái giấy mỏng như này mà nó còn cắt được như này thì những cái kéo cành, những cái cành to thì nó cắt quá đơn giản quá nhá. Đấy. Giấy mỏng này còn cắt được này. Để em test thử xem cái giấy bóng này xem như nào nhá. Đó, test thử cái giấy bóng này. Đấy, rất là ngon luôn các nhá. Đấy đây, rất là ngon luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Giá của nó sẽ là 130. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đó, kéo cành đúc này. Kéo cành đúc đen nhá. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho con kéo cành đúc đen như này. Đấy. Kéo cành đúc liền thân như này màu đen, hàng bãi Nhật nhá, made in Japan. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con kéo cành đúc đen như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái đồng hồ các bác nhá. Đấy, đồng hồ. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kim nhá, đồng hồ kim. Đó, đồng hồ kim vạn năng. Đấy, đồng hồ kim vạn năng. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ đo như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, thì đây nó sẽ có các chức năng là nó sẽ kèm cho các bác là hai cái đầu đo như này, hai đầu đo như này này. Kèm thêm cho các bác là một viên pin này, một viên pin này. Đấy, con này thì đo ôm, đo vôn, đo watt rồi đo các kiểu con là điểu luôn, ACA này rồi. Nói chung là các kiểu con là điểu luôn. Hỏi giá cái này. Giá thì bên shop đang hỏi giá. Đấy, con này thì đồng hồ kìm đa năng. Các bác lên cho em là đồng hồ kìm đa năng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Kabushi này, hàng Kabushi, hàng rất đẹp cao cấp, màn hình LED nhá, màn hình LED. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm đa năng, giá của nó sẽ là 230 cành và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ này, đấy. Đồng hồ kìm nhá. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng. Đó, đồng hồ kìm vạn năng. Giá của nó sẽ là 230 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Đó, trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái con máy xay khô nhé. Máy xay khô. Đây các bác này, đây một cái con máy xay khô cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đây em sẽ cắm điện trực tiếp điện 220 cho các bác xem này. Đấy. Xay rất là mạnh luôn các nhá. Máy chạy rất là mạnh và khỏe luôn các nhá. Đấy. Đây em đang xay bột nhá, xay bột đi các bác này. Đấy. Gạo em cho vào mà nó ra nghiền ra thành bột như này các bác này. Đấy, gạo cho vào mà nghiền ra thành bột như này. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Gạo chỉ cho vào chỉ xay có tí là ra bột luôn. Lưu ý các bác lắp thì cái nắp này là nó sẽ là cái nắp điều khiển này, các bác nhấn vào cho em này. Đấy. Các bác thấy không? Máy chạy rất là khỏe luôn nhá. Lưu ý các bác khi xay thì nhấn nhá cho em nhé. Tại vì cái dòng này của nó sẽ là mình đừng nên là dùng ép. Đấy, mình cứ nhấn nhá này cho em này. Đấy, nhấn bỏ này. Đó, nhấn bỏ này. Đó. Thì con này dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Hàng sử dụng điện 220V. Giá chỉ có 120 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình xay cà phê rồi xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok hết nhá. Đây. Công suất của nó sẽ là 250W này, điện 220V, dòng 50Hz. Đấy, đây. Các bác có thể dùng để xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok hết nhá. Lên cho em là máy xay khô, giá sẽ là 120 cành, không thể tin nổi luôn, giá rất tốt cho bác luôn. Máy xay khô nhá. Cái này chỉ chuyên để xay khô thôi, không xay nước đâu nhá. 120k. Đấy, con này chỉ chuyên để xay khô thôi, công suất của nó đây. Đấy, công suất của nó sẽ là 250W này, điện 220 50Hz. Đó. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy các bác nhá. Đó. Thân của nó bằng inox, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật đây. Rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cái dung tích của nó chắc là vào khoảng là 700ml nhá, 700ml. Lên mã cho em là máy xay khô nhá. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá.
Dòng này thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, giá thì rất là tốt cho bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn, bên shop bao giá tốt trên thị trường cho bác luôn nhá. Một hộp này của nó là 30 chiếc này. Hộp 30 chiếc đủ màu nhá. 30 chiếc đủ màu cho bác luôn. Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng đều đầy đủ màu cho bác luôn. Tha hồ các bác sử dụng, xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng đầy đủ hết nhá. Đấy. Và giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá, theo combo. Đấy. À, bán theo combo các bác nhá. Đấy, các bác mua thì số lượng của nó sẽ là 4 cái là 20.000 nhá. Đấy. Bán theo combo chứ bên em không bán một cái nhá. Đấy, tại vì là nó quá là rẻ rồi. Con này thì hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá. Korea, hàng của Hàn Quốc. Trong các siêu thị nó đang bán là 36.000 đây này, trong các siêu thị đấy. Nhưng bên em thanh lý được giá cực kỳ là tốt luôn. Được làm từ than tre hoạt tính nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, bền bỉ chắc chắn, dẻo dai các bác nhá. Và đánh răng thì cực kỳ là tốt luôn, chống viêm níu và lợi đau lợi chảy máu chân răng nhá. Giá thì sẽ là combo như sau. Mua một hộp này là 30 chiếc này, hộp 30 cái nhá. Hộp 30 cái thì sẽ là 110k nhá. Đấy, còn bác nào lấy 10 cái thì giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho 10 cái. Còn các bác nào lấy từ bên em bán lẻ thì từ 4 cái trở lên, 4 cái là bằng 20k nhá. 4 cái là bằng 20.000. Đó, 4 cái là 20k. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải đánh răng Hàn Quốc nhá. Bàn chải đánh răng Hàn Quốc, 4 cái 20.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Và tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng thuốc bôi chĩ nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Dictami các bác này, Dictami. Đấy, Dictami nhá. Đó, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì chuyên để bôi chĩ nhá. Đấy, tức là làm co bôi chĩ các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái đầu vòi như này. Đầu vòi này về nhà các bác lắp ở đây cho em để các bác bôi này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì con này chuyên chĩ nội chĩ ngoại rồi các bác bị co bối chĩ xa bối chĩ rồi về các cái bệnh về chĩ là bôi đều khỏi hết nhá. Đấy, các bác cứ bôi cho em một liệu trình là từ 3 đến 5 lọ. Từ 3 đến 5 lọ là sẽ khỏi và đỡ luôn các nhá. Đấy, đỡ và khỏi luôn. Đấy, lên cho em là thuốc chĩ nhá. Giá của nó chỉ có 30k thôi. Đấy, lên cho em là thuốc chĩ này. Đó. Thuốc chĩ, chĩ nội chĩ ngoại đều khỏi hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Chĩ nội chĩ ngoại co bối chĩ rồi xa chĩ các kiểu con là điều luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp đây. Đấy. Chữ nghĩa hướng dẫn sử dụng các bác này. Đấy, hàng gia truyền nhá, hàng gia truyền các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì một lọ của nó sẽ là 20g, 20g cho một lọ như này. Đấy, lên cho em là thuốc chĩ nhá. Thuốc chĩ giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này, 30k cho một lọ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho nó bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đây, hàng của iPhone cực kỳ là cao cấp luôn, iPhone. Đấy, quả táo các bác này. Đấy. Thì một đốc sạc như này kèm cho các bác là một cáp dây nhá. Hàng của iPhone chính hãng nhá, iPhone 14 Pro Max này, iPhone 14 Pro Max. Đó, và đây nó sẽ là cái cáp của nó đây và cái củ của nó này, iPhone các bác này. Đó, logo của iPhone đây. Con này thì giá rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, mẹ một con đốc sạc khủng bố như này. Đấy, xin lỗi các bác. Một con đốc sạc khủng bố như này kèm thêm cho các bác là một cáp dây cực kỳ xịn sò luôn. Nguyên cái khâu đóng gói của nó đã chuẩn chỉ hàng chính hãng của iPhone rồi. Hàng chính hãng của iPhone như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. iPhone Oppo quả táo này, iPhone 14 Pro Max này. Lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đó, sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con sạc nhanh iPhone như này. Đấy, không thể tin nổi luôn nhá, không thể tin nổi luôn. Đấy, 60.000 cho con sạc nhanh iPhone này. Ngoài ra thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cũng là dòng của iPhone 14 Pro Max. Công suất của nó là 20W nhá và nó sẽ có 4 chân sạc như này. Đấy thì cái này các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Thì cái này nó chỉ có củ thôi, nó không có dây. Nó sẽ là một con củ như này. Đấy, hàng của iPhone 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Đó, nó sẽ có hai cổng USB và hai cổng Type-C. Đó. Đây, hàng của iPhone 14 Pro Max đây, rất tuyệt vời luôn, là sạc nhanh luôn nhá. Đấy, cũng đóng gói cực kỳ xịn sò luôn, dây của nó dài khoảng trên 1 mét nhá. Dây dài khoảng trên 1 mét thế này. Đấy, và nó sẽ có hai cổng của USB này. Đấy, và hai cổng của Type-C. Đấy, thì cái này các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Đấy, của iPhone 14 Pro Max này. Lên đúng tên cho em tí các bác nhá. Củ sạc đa năng. Đó. Củ sạc đa năng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá của nó sẽ là 80k cho một con củ sạc đa năng như này nhá, 80.000. Đó. Rồi, ok.